Người Trung Quốc mua gỗ sưa của Việt Nam để làm gì? Câu hỏi người Trung Quốc mua gỗ sưa để làm gì của các nhà khoa học Việt Nam thất bại, rồi hàng loạt vụ trộm gỗ sưa diễn ra, rồi giá của một khối gỗ sưa lên đến cả chục tỷ đồng, khiến những lời đồn về gỗ sưa càng thêm phần huyền bí. Người ta đồn thổi không biết bao nhiêu câu chuyện huyễn hoặc về gỗ sưa, rằng người Trung Quốc mua gỗ sưa bán cho giới mafia để chúng nghiền thành bột, pha trộn với ma túy để tăng thêm lợi nhuận mà vẫn giữ được công dụng của ma túy. Rồi các đại gia Trung Quốc thu mua gỗ sưa làm chất ướp xác, làm bùa ngải hại người. Chuyên gia mộ xác ướp bác bỏ ngay thông tin dùng gỗ sưa để ướp xác, đơn giản vì gỗ sưa không có tinh dầu. Với lại, chất ướp xác trong các ngôi mộ hợp chất đã được xác định rõ là gỗ ngọc am, Trung Quốc gọi là san mộc chứ không phải là gỗ sưa. Cơn sốt gỗ sưa đã tràn sang Lào Cai đầu tiên vì Lào Cai giáp với Trung Quốc, có cửa khẩu thuận lợi đi lại, buôn bán. Người Trung Quốc cực kỳ cao thủ trong việc thu mua nguyên liệu từ nước ngoài, không bao giờ họ tiết lộ công dụng của những thứ mà họ sẽ mua, bởi vì nếu công dụng của thứ họ mua lộ ra, người khác sẽ biết cách chế biến, sử dụng, như vậy họ sẽ khó thu mua tiếp hoặc phải thu mua với giá cao. Khi người Trung Quốc phát hiện ra cây cỏ nhung, một loại cây mà người Trung Quốc, đặc biệt là vùng Tây Tạng dùng nhiều để điều trị ung thư, tăng cường sức khỏe, có ở rừng Hoàng Liên Sơn, từ độ cao 2.000m trở lên, họ đã tìm sang thu mua. Họ mang cây cỏ nhung đó sang gặp đồng bào người Hơ Mông. Những người leo núi rất khỏe và đề nghị đồng bào tìm cho họ những cây giống như thế. Lúc đầu, họ mua với giá 50.000 đồng 1 kg. Thời gian sau, họ nâng lên 100.000 đồng 1 kg, rồi tới 500.000 đồng. Bây giờ, khi loại cây này đã cực kỳ quý hiếm, họ đã nâng giá lên tới 1 triệu đồng 1 kg, gồm cả rễ lẫn đất. Cây cỏ nhung đã bị người Trung Quốc thu mua sạch sẽ, hiếm hoi lắm mới tìm thấy một cây nhỏ xíu ở trong rừng. Từ cả chục năm trước, ở Trung Quốc và Nhật Bản, cỏ nhung đã có giá tới 5 triệu đồng 1 kg lá tươi. Tuy nhiên, khi phần lớn người dân ở Lào Cai biết công dụng và giá trị của cây cỏ nhung, thì loài cây này gần như đã tuyệt diệt. Kỳ khôi nhất là chuyện người Trung Quốc sang Lào Cai thu mua khoai lang núi. Họ cũng cầm một loại củ, có thân ngoằn ngoèo như con rắn, mỗi đốt thân dài chừng nửa cm, sang Lào Cai gặp đồng bào Hơ Mông. Họ bảo rằng họ cần thu mua những củ khoai lang núi này để ăn chống đói. Thế là đồng bào ầm ầm vào rừng Hoàng Liên Sơn, đào bới không biết bao nhiêu khoai lang núi, hết tấn nọ đến tấn kia, bán cho người ta. Lúc đầu giá mỗi ký khoai lang núi chỉ vài chục ngàn, rồi tăng lên vài trăm ngàn đồng. Khi người Trung Quốc nâng giá khoai lang núi lên vài triệu 1 kg, thì có bói cũng chả tìm ra củ nào nữa. Và khi người Việt mau sang tận Trung Quốc tìm hiểu, mới vỡ lẽ ra rằng cái củ mà đám con buôn người Trung Quốc nói với đồng bào Hơ Mông là khoai lang núi, thực ra là thiết trúc nhân sâm. Đây là một loại sâm mà thân có đốt như cây trúc, nhưng đốt rất ngắn. Mỗi năm, cây sâm này chỉ ra một đốt. Đồng bào ta đã hăng hái nhổ những củ sâm có tuổi hàng trăm năm trời, quỹ ngang sâm Ngọc Linh và sâm Triều Tiên, bán cho người Trung Quốc rẻ như bán khoai. Và gần đây nhất đến lượt gỗ sưa. Đã có thời kỳ đồng bào ầm ầm vào rừng Hoàng Liên Sơn truy tìm những cây gỗ sưa, đem bán cho người Trung Quốc với giá rẻ như các loại gỗ khác mọc trong Hoàng Liên Sơn đã cực kỳ chậm lớn, nhưng cây sưa còn chậm lớn hơn. Một cây sưa thân to bằng cái phích có thể phải mất cả trăm năm sinh trưởng, vì thế những cây sưa to cỡ cái phích đã có lõi rất dày. Từ khi người dân trong nội địa nước ta chưa biết gỗ sưa là cây gì, có tác dụng gì, thì đồng bào lâm tặc ở vùng Lào Cai đã chặt phá tan tành, đem hết gỗ sưa sang Trung Quốc bán rồi. Với người Trung Quốc, ngoài việc sử dụng gỗ sưa làm mộc như các loại gỗ quý khác, thì gỗ sưa còn có dược tính. Đặc biệt quan trọng là trị được căn bệnh viêm xương quái đản. Từ lâu, người Trung Quốc đã chế xuất từ loại cây sưa đỏ ra một hoạt chất và dùng hoạt chất này để điều trị viêm xương rất hiệu quả. Thực hư về công dụng của gỗ sưa như thế nào, cũng giống như khoai lang núi và cây cỏ nhung. Chỉ khi nào lãnh thổ Việt Nam hết sạch gỗ sưa, may ra mới biết rõ người Trung Quốc thu mua gỗ sưa với giá cắt cổ để làm gì. Và trong khi, sự thật về gỗ sưa chưa được khám phá, chưa ai hiểu giá trị thực của loại gỗ này mà chỉ biết mỗi một giá trị là tiền triệu, tiền tỷ, thì đó còn là mối họa khôn lường cho tương lai một loài thực vật của Việt Nam.